Đây là khu vực Laguna. Laguna, California. Những cái căn nhà ở trên này xét về mặt phong thủy á, điều quan trọng nhất anh, mặc dù là tại sao là càng lên cao người ta không dám xây nhà nữa, tại sao không xây hẳn cái nhà lên trên đỉnh? Vì nguyên tắc này nó theo cái nguyên tắc là tựa sơn hướng thủy ấy. Tức là nó phải lựa theo cái thế núi để nó có cái điểm tựa sơn. Trên này thì người ta sẽ không xét hướng nữa, mà người ta xét cái điểm lấy khí thì nó sẽ view trực tiếp ra ngoài phần biển. Thì những cái nhà trên này nhìn là nó sẽ cứ bám theo luôn núi, nó không tính hướng nữa, bám theo núi. Thì lúc nào là lúc đấy thì căn nhà là nó tốt rồi. Bây giờ là tuổi nào hợp cái hướng nào thì là chọn thôi. Ví dụ như xung quanh một con đồi này là nửa quả khờ đồi này là đã là ba hướng rồi, từ chạy là sự quay sang bên này là nam chẳng hạn, quay sang đông rồi quay sang tây rồi hõm vào rồi vòng ra. Cho nên là hợp thì được nhiều mà không hợp thì được ít. Nhưng mà nguyên tắc xây nhà như thế này là phải căn cứ vào cái thế của long, tức là long tức là núi tức là sơn, nó tựa vào sơn và nhìn ra xuống dưới đường, nhìn xuống dưới biển, trước mặt là cái khu vực biển thì đằng sau này gọi là tựa sơn. Đó. Là tựa sơn.